Sáng ngày 27 tháng 11, câu lạc bộ báo chí phát triển xanh hướng đến Net Zero Carbon Green Media Hub phối hợp với báo Tài nguyên và Môi trường tổ chức lễ công bố giải báo chí phát triển xanh thường niên lần thứ nhất. Dịp này cũng diễn ra tọa đàm Kinh tế tuần hoàn từ thực tế đến chính sách và tọa đàm Kinh tế tuần hoàn trung hòa carbon con đường tất yếu. Ông Mang Ngọc Phước, tổng biên tập báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, phó chủ nhiệm câu lạc bộ báo chí phát triển xanh hướng đến Net Zero Carbon, đánh giá biến đổi khí hậu đang là thách thức nghiêm trọng trên toàn cầu và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Theo ông Mang Ngọc Phước, chính phủ đã phê duyệt chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là một trong những hành động thể hiện cam kết mạnh mẽ về phát triển bền vững của chính phủ, bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường để góp phần xây dựng Việt Nam xanh. Thời gian tới, Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường tổ chức các hội thảo tọa đàm, góp ý và phản biện chính sách, pháp luật liên quan đến phát triển xanh, phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn và bảo vệ môi trường. Trong các chủ đề này, báo sẽ là cầu nối giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp để các cơ chế, chính sách pháp luật về kinh tế tuần hoàn gắn với nhận thức và hành động cụ thể. Tại sự kiện, ban tổ chức thông tin liên quan giải báo chí phát triển xanh. Theo đó, giải thưởng này sẽ góp phần nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng doanh nghiệp về sự cần thiết và trách nhiệm tiên phong của mình trong việc chuyển dịch sang nền kinh tế tuần hoàn, phát triển kinh tế xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu trong nước, hướng đến cam kết đưa mức phát thải ròng về không vào giữa thế kỷ 21 năm 2050.